Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cao to đẹp trai chưa vợ, nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Bỏ tờ giấy đọc làm bạn trai trong tuần và quyết định với gia đình là anh sẽ cưới em. Và bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ gặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ, dạ. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty Truyền Cáp. Thế còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi. Hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con nít đó. Nói thiệt luôn. Đúng không quý vị? Dạ. Trời, dạ cảm ơi. Ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là bà chị mới dụ đến em. Ôi trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ, kiến hạ được voi chị. Kiến hạ được voi đúng không? Dạ. Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa. Hai đứa em nó thấy hai người độc thân. Nó mới đem đi giới thiệu. Ủa, em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo phụ sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nó nèo quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết. Đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng cao to đẹp trai chưa vợ, nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to đẹp trai mà. Dạ, nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. Dạ. Mà từ lúc lấy về em tút là mới được vậy. Dạ. Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì lò xo, rồi dép thì muốn mòn luôn á hả. Ủa sao vậy Ân? Dạ, khúc đó thì em nói rồi, cho đoạn đó em thất tình. Cho nên là cũng biến, không có chăm chút gì, là không chăm chút gì hết á. Chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ, không thèm xin số điện thoại luôn anh. Anh cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em, mới nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy. Vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau. Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa, là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt. Dạ. Rồi nó bắt là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không có nói gì hết, không có ấn tượng gì cả. Mình biết là trở về thôi. Mà em chở... không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay gì? Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm túc quá là sao? Ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi, ảnh nói chuyện vui vậy thôi, chứ ảnh ít khi nào anh đề cập tới chuyện tình cảm, trai gái hay gì hết á. Ảnh nghiêm túc lắm. Thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Thì em làm gì ạ? Và 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái trên đường đi về. Thì thọt trong túi em một cái tờ giấy, nói với em á là về tới nhà đi, hãy mở ra thôi, mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây, rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc làm bạn trai trong tuần. Đề nghị kiếm gã gì đó. Là làm bạn trai trong tuần. Không tuần hỏi không có chấm than gì luôn. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Em ngồi cả tiếng đồng hồ, ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại mà. Em cũng thử thăm dò thôi mà. Thử mình coi cái này là sao, có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao? Đồng ý. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Dạ. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai không tụi? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc, rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện, là ảnh có hiếu, em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau. Dạ. Thì điều gì đã xảy ra? Dân hôm đó là gần Tết rồi. Bạn này người miền Trung. Thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây. Thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Từ đêm 30 Tết á, em bóc điện thoại em gọi. Và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông này ông nghiêm túc chứ. Có nghĩa là nói một câu nói của em là 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn cản trở? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em. Là vùng miền thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn. Lý do sao là vùng miền là bên đây bạn này miền Trung à? Dạ.
Còn em là miền Nam. Tây nữa. Tây nữa. Tây dạ. Nữa chị. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. Dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn. Nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt, còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là ảnh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ có hai đứa con rồi. À có hai cháu rồi hả? Dạ. Nếu mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác hết. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng có khắc khẩu không? Dạ khắc khẩu luôn. Ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu với cháy nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì, ngon không. Đúng rồi. Dạ sớm không được, rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, thiếu nghiêm túc. Cái đó hơi kỳ. Ảnh thì mà mấy cái đầu tôi ủng hộ. Dạ. Cái đó cầm tay hơi kỳ. Dạ. Còn rồi, cái gàn gì nữa không? Ví dụ như lắp mấy cái máy lạnh không cho lắp chị, mà trời nóng thì quá, em gào quá thì lắp đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ một tháng. Em nói vậy sao một tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải một tháng. Trời ơi. Dạ. Là các em thích lắp máy lạnh. Em để một tháng nào có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Cũng nhớ, không phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có sao cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Đâu rồi? Té được rồi đó em. Rồi. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là té được rồi. Anh nói vậy đó. Anh còn chuyện gì nữa không? Dạ, rất là con nít xem chuyện chú Thọng á. Dạ, cứ ngồi coi mình dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, cái tùng cái bắp. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Chứ bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo không? Dạ không, không. Mà có cái đó là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc á là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ. Chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Là đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Cách bỏ có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà đem bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong cái chuyện mà tối hai chồng gần gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc chứ, bước 1 là sao, bước 2 là sao. Dạ đúng rồi, đó có khi có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ 1 tháng đúng giá. Dạ, đúng rồi, đúng này tháng. Là bước 1 không được bước qua bước 2 nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm em, đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc. Tôi đề nghị như thế này. Thế bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ có tính xấu không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, trong đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy cái một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy luôn, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum, rồi chạy đi mua thuốc đỏ, chạy em lum, còn quần đồ mua chợ của em á quăng tứ lung tung á. Tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ô có người té, có người té, chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng mà đó là cái tâm tốt đó, từ nhỏ rồi đã rồi. Cho nên là anh nghĩ nữa là tin người Phương. Tin người cũng là đức tính mà từ vô, từ cho nhỏ đến vô tiền chùa rồi. Thôi. Bây giờ còn tin người nữa không? Không còn. Giúp cho anh số điện thoại nha. Dạ, vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin. Rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở miền Tây sao em tin hả? Dạ. Trời ơi, té đi em. Em biết cái tính á, cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi, cái này là tin quá nè, đúng tại, không? Tại vì em mới, hồi đó em mới ở chùa ra. Em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi, cây xả mà trèo được. Em ở miền Trung vô, thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. À, nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của treo anh là đó. Treo được. Treo thế dễ dò luôn. Dạ. Rồi mới trở lại, bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nấu ăn thệ lắm, cực đại luôn á. Một cái bữa nào á mà bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa đó, bữa ăn đó có chuyện ngay. Em lo lắm không ạ? Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì trời, nó mặn chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm, thầy cũng cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á, anh không có nấu.
cái kỹ năng á nó thui chột đi. Rồi bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tại vì á là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook, về nhà một cái là bật Facebook lên chơi thôi, comment bao nhiêu comment, bao nhiêu like rồi. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi, cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. À, tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thực ra đó đôi lúc là bị tai nạn á anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Còn đang điều điều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cũ đi thôi. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ, em đi đâu hay là em như thế nào cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Không có cảm nhận được. Dạ. Chứ thật ra trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á, là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen, à em vậy đó. Nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy cuộc sống của tụi em á gọi là nó rất là chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu á, nó đâu ra đó. Dạ. Đó, chị cảm nhận là như vậy, nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái là nó giống như là một những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Yeah. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng. Đó, mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Yeah. Nếu như em được quyền hỏi chồng em là anh ơi, anh ăn chưa? Yeah. Hôm nay anh có mệt không? Yeah. Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ vậy. Em thấy em sung sướng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Dạ. Yeah. Có mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh nhớ trực lại, nhớ trực lại dạ. Nói thôi lại. Anh đang làm việc, thôi không có gọi, dạ không có gọi, rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi. Đó ví dụ vậy, hoặc gì cháy nhà với lại đúng rồi, cấp cứu với cháy nhà mới được gọi. Thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt, cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên. Em phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Yeah. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu, cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái phúc mà vợ em tạo được. Yeah. Đó thì bây giờ chị nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á là cũng là một sự bứt phá rất là lớn. Đó, đó là đi. Đúng, chiều đúng, vợ. Đúng. Đó thì chị không nghĩ rằng á, là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Dạ. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi. Tại vì nó rất là thú vị. Ờ, xin cảm ơn hai em. Đó là anh ta có một cái cơn điên hay nói bậy, rồi hay giỡn, rồi hay nói móc, ga lăng với các cô gái quá mức cần thiết. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Chào anh chị. Chào Kinh. Hai em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 28 tuổi, hiện nay em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em Trần Minh Tâm, em 29 tuổi, em quản lý bán hàng. À, Tâm Bích. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Là em là ngày đầu tiên mới vào xin vào làm việc ở tại công ty anh đang làm. Và là thực tập viên ở tại cái nơi mà anh đang làm việc. Và anh cũng là người cũng hướng dẫn trực tiếp cho em. Hướng dẫn nhiệt tình lắm đúng không? Dạ không nhiệt tình lắm đâu anh. Không, không. Ủa nhiệt tình sao không có cảm tình? Nói ra cũng hơi quế quế một chút xíu. Dạ trong ngày đầu tiên luôn phải nói là cực kỳ ấn tượng tốt với anh này. Đến mức mà mình nghĩ đây chính là cái người chồng lý tưởng của mình đã mơ từ bấy lâu nay. Nhưng mà qua ngày thứ hai là anh bộc lộ ra hết những cái tính xấu luôn. Nghĩa là hay nói bậy, rồi hay giỡn, rồi hay nói móc, rồi hay chọc ghẹo em mà chọc tức á. Cho nên là rất là ghét, là và sau đó thì bắt đầu vô cái công việc á thì không có hợp nhau.
cãi nhau thường xuyên. Thế sau là coi như rất là ghét, ghét cay ghét đắng anh này luôn. Rồi sao đến được với nhau ta? Ta nói ghét của nào trời trao của nấy anh. Đến bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Nhưng mà từ thời gian yêu cho tới cưới là 2 năm. Tụi em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 6 tháng ạ. Chà, chắc có lẽ là chưa phát hiện nhiều về những cái tính xấu của người bạn đời của mình lắm đúng không? Dạ không có anh. Tại vì trước khi quen á là đã thấy được hết tất cả những tính xấu rồi. Cho nên cực kỳ không có ưa. Dạ. Em kể một vài tính điển hình của anh này hả? Đó là anh ta có một cái cơn điên. Đó là tự kỷ. Tự kỷ tự kỷ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quá cầu toàn. Cái thứ ba là ga lăng với các cô gái quá mất cần thiết. Thì đó là những cái tính đúng xấu mà sau hôn nhân là đúng mình thấy tâm. Dạ cái này thì cũng đúng anh. Em tự kỷ cái gì? Ví dụ như trường hợp là khi mà anh này anh cầu toàn về công việc, cầu toàn mọi thứ trong cuộc sống. Nên khi mà có cái sự việc gì đó mà nó không đúng với ý của anh á, anh về anh rất là khó chịu với mình. Nhưng mà mình không có lỗi gì hết. Anh về cái anh im im, anh không có trút giận lên. Nhưng mà anh không nói chuyện tới mình. Rồi anh cũng không có làm gì đá động gì tới mình hết. Nhưng mà khi mà mình nói anh ơi có chuyện gì vậy, rồi đi làm có stress hả? Nói chung là mình rất là muốn anh chia sẻ cho mình bớt. Nhưng mà anh không bao giờ chia sẻ. Mà khi mà mình đặt câu hỏi á, thì bắt đầu anh nổi cơn điên lên. Bắt đầu là gây nhau rất là dữ dội. Mà gây đỉnh điểm tới mức là đập đồ. Dạ mà khôn lắm. Dạ lựa đồ nào hết đá rồi đập thôi. Còn cái chuyện mà ga lăng với gái thì sao? Dạ có nghĩa là khi mà đi ăn với các bạn đồng nghiệp hoặc là các cái bạn cũ đó, thì anh là người cực kỳ chu đáo, cứ lo lắng chăm sóc cho các bạn. Rồi nhiều khi á, những cái bạn nữ đó đó rất là dễ hiểu lầm, nghĩa là nghĩ anh thích cái cô đó. Cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà anh không có đồng ý. Cho nên khi mà anh có vợ rồi á, thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải chị hỏi nè, tức là anh ga lăng như vậy trước mặt em hả? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà lúc đó thì đối với em thì ảnh có gọi là có ga lăng giống như vậy hay không? Dạ có nhưng mà ít hơn. Em gấp cho vợ, cứ lo cho người khác trước. Lo cho người khác trước rồi mới tới vợ hả? Dạ. Là cụ thể là như thế nào? Ví dụ như nhiều khi nói chuyện á, cứ vào gặp bạn là bỏ vợ luôn. Anh không nhìn tới mình luôn. Em là vợ anh không? Dạ biết luôn. Cho nên mình bị đứng một góc mà anh cũng không quan tâm tới mình luôn. Sao vậy Tâm? Cái này thì Tâm có muốn thanh minh thanh nga gì không? Dạ thanh minh thanh nga thì chắc không dám, tại vì lỡ làm rồi. Tại vì thực ra em thì ít có bạn, nhưng mà bạn thì lại bạn là bạn thân. Thì nhiều khi mình lâu gặp, tại vì tụi em cũng làm công việc nó hơi bận á, lâu gặp thì nhiều khi thì mình cứ đinh đinh trong đầu mình, cái cô này là bà xã của tôi rồi. Thì mình cứ nhiều khi cứ vô tư, anh em lâu ngày gặp quá rồi đôi khi lại quên hẳn đi vợ. Tại vì nhiều cô cũng không có được tế nhị cho lắm. Nhiều khi nói những cái câu mà không biết cố tình hay vô ý làm cho mình cực kỳ khó chịu. Thế là về vợ chồng gây nhau. Nên ví dụ như trong trường hợp là đang ngồi ăn cũng vậy, các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết. Là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao? Mà em làm gì kỳ vậy, không sao chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Cho nên là thành ra là em thì không phải là ghen mà cảm thấy rất là khó chịu. Thì hai vợ chồng nhiều khi gây lộn, nhưng mà em luôn luôn nói là em rất là tin anh, nhưng mà em không có tin những người xung quanh anh. Nhiều nói nhất. Những cô bạn của Tâm có nghe chưa? Ủa Tâm, chị hỏi cái Tâm nè. Rồi tại sao em lại thích tự kỷ một mình mà em không muốn chia sẻ những cái mà em bực bội cho vợ em? Ngay từ bé em nói vậy rồi. Tức là cái khó khăn hay là cái suy nghĩ hay mọi cái định hướng về công việc hay học hành hay mọi thứ này kia nọ, em thích tự một mình em giải quyết. Nhiều khi là sợ nói ra là lại cái người thân bên cạnh mình á, thì người ta lại phải trút mang cái buồn phiền mà mình đang không thể giải quyết được. Là em không chia sẻ với bất cứ một người nào khác, chứ không phải là chỉ riêng với vợ đúng không? Dạ, có thể nói là như vậy luôn. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì đêm về có ảnh hưởng tới cái chuyện hai vợ chồng không? Thú thật thì chắc cũng có. Nhiều khi thì cái đầu mình nghĩ tới chuyện khác, thì cái vợ nằm bên cạnh thì nói chung là cũng cố gắng ôm vợ một cái rồi thôi, chứ không cái việc đó thì lại là mình tạm gạt nó qua một bên, phải lo trước cái việc công việc. Em hiểu và em có thông cảm cho chồng em. Dạ, thì khi mới cưới nhau về em rất là khó chịu, nhưng mà ảnh cứ không chịu sửa cái sai đó. Thì mình muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình, cho nên thế là mình phải nhìn anh. Những khi mà ảnh về thôi kệ anh đi, anh làm gì anh làm đi, mình đi làm chuyện khác, không có khóc nữa, không có hỏi nữa. Tới khi anh tự động anh muốn nói thì anh nói, anh không nói thì thôi. Từ ngày cưới đến nay là bắt đầu tháng thứ hai là nhịn chứ bây giờ. Nhưng mà em nhắm là em sẽ nhịn mãi được không? Đối với em thì cái điều này em cũng cảm thấy mình tự tin mình có thể nhịn được lâu dài. Không, cái này á, mình không xác định là nhịn nữa em. Dạ tại vì em cái này là chị nói em nghe nè, mỗi người mỗi một cái bản tính. Ví dụ vậy nè, nếu em không chia sẻ với vợ
mà em chia sẻ với một người khác thì cái đó là em bậy. Nhưng mà khi mà bạn ấy tự giải quyết bằng con người của bạn ấy, thì đó là cái bản tính của bạn rồi. Có nghĩa là cái đó mình phải tôn trọng cái điều đó. Chứ mình không bắt người ta có thể bỏ được cái điều đó đâu. Đó cho nên rằng mình không nghĩ rằng cái đó là mình nhịn, mà mình nghĩ là mình chấp nhận cái hành vi đó. Nhưng trong quá trình làm vợ chồng á, thì em luôn luôn phải làm sao tạo ra được cái điều mà ảnh phải thấy ở em một cái chỗ dựa, một cái nơi để mà ảnh có thể là chia sẻ được. Cái đó là cái tài của em đó, đúng không em? Một lúc nào đó em cảm thấy rằng em không thể một mình em gánh nổi những cái áp lực đó nữa, em sẽ nói là vợ ơi, anh nói em nghe nè, ngày hôm nay anh chịu hết nổi ở cơ quan rồi, là lúc đó em thắng. Ủa, chị hỏi em nè, bây giờ em đã có đôi lần chia sẻ với vợ em về những cái áp lực rồi gì? Đã chia sẻ lần nào chưa? Cũng có chia sẻ, nhưng tại vì hồi trước thì cũng làm chung đó, thì hai vợ chồng cũng biết về cái công việc nó như thế nào. Rồi nhưng mà sau này khi cưới về thì thấy là vợ nghỉ chỗ công ty của em rồi, chuyển về ngành du lịch làm lại rồi á, thì thấy là nhiều khi mình nói với vợ cái công việc của mình á, thôi khi thấy là vợ cứ giống như là nghe vậy thôi chứ còn không có tham gia bình luận như hồi trước nữa. Thấy là tôi để mình làm thôi, trói ra là lại mang theo cái buồn nữa cho vợ, thì thấy thương hơn. Coi như hai người đều nghĩ về nhau hết, cuối cùng là không hiểu, không có tìm ra cái điểm chung đó. Hai đứa không có tìm được điểm chung. Thật ra là hôm nay qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, anh hy vọng là các em sẽ hiểu nhau hơn. Hiểu mà không có làm được, anh này không có làm được. Anh nghĩ là sẽ làm được đó. Không, chị thấy như vậy nè, có một điều mà em phải thay đổi, đó là cái điều thứ ba mà vợ em đưa ra là cái ga lăng quá với những người con gái khác. Tại vì chị nói em nghe nè, những người phụ nữ khác á, họ sẽ dựa vào cái cách hành xử của em để họ đối xử với vợ của em. Cho nên rằng qua những cái mà vợ em tâm sự sẻ chia thì chị nghĩ rằng vợ em như vậy là rất là văn minh trong cái việc mà trong cái việc hành xử đó. Chứ còn có những người phụ nữ khác, người ta không chịu được cái điều đó đâu, hoặc là người ta sẽ quậy tại chỗ, hoặc sẽ đứng dậy bỏ về. Cho nên rằng em chú ý đến cái đó một chút. Đó. Dạ, cái này thì em rất là rút kinh nghiệm. Đúng không? Đó là cái em cần sửa. Phải thay đổi nữa. Còn cái việc của kia thì em đã tự sửa rồi. Cái việc mà để dành cái không gian riêng cho chồng đó. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên, đó chính là một bộ mỹ phẩm gồm các loại mặt nạ đắp mặt dành cho nam và nữ trị giá 3 triệu đồng đến từ sản phẩm Justo. Và món quà thứ hai đó chính là một voucher mua hàng trị giá 2 triệu đồng đến từ nhãn hàng thời trang mặt nhà Pantene. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ tư hết sức hấp dẫn đó chính là một miếng cước chùa nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn quay lưng lại và nghe kỹ câu hỏi của tôi. Vợ bạn thích đánh son màu gì? Rồi để coi, vợ của Ân thích đánh son màu gì? And màu đỏ. Vợ của em thích đánh son màu gì Tâm? And màu đỏ. Đỏ. Rồi mời hai cô dâu thích đánh son màu đỏ ra đánh tù xì. Đó. 2, 3. Rồi. Như vậy là cặp vợ chồng của Tâm sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu. Màu gì? Màu xanh. Còn em? Màu gì? Màu vàng. Rồi, xin mời hai cặp vợ chồng tiến lại với cái thùng của mình. Rồi, để coi thuận mà chị Vân sẽ là nhận được phần quà gì nha. Rồi, 1, 2, 3. And như vậy chúng ta còn 2 phần quà nữa để xem hai cặp vợ chồng này chúng ta sẽ nhận được phần quà nào nha. Nào, 1, 2, 3. Chúc mừng cặp vợ chồng của Ân đã nhận được một phần quà, đó chính là một voucher mua hàng của sản phẩm Pantene trị giá 2 triệu đồng. Và xin chúc mừng cặp vợ chồng của Tâm đã nhận được phần quà, đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất. Như vậy là khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được 6 phần quà đến từ Justo. Mỗi phần quà như vậy sẽ trị giá 500.000 đồng đến từ thương hiệu Justo. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau: người vợ ở cặp đôi thứ nhất hơn chồng bao nhiêu tuổi? A 1 tuổi, B 2 tuổi, C 3 tuổi. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son nha.
Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi tạm nói lời tạm biệt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với chương trình Ngàn Lẻ Một Chuyện. Và mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.